Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng chức năng auto đăng bài của phần mềm Macke của Min Software. Và khi mở phần mềm Macke lên thì giao diện của tôi sẽ hiển thị lên như thế này. Khi các bạn muốn sử dụng chức năng này, các bạn chọn các nick mà chúng ta muốn đăng bài thì mình sẽ chọn tất cả này. Sau đấy mình click vào auto đăng bài thì cái cấu hình của chức năng đăng bài sẽ được hiển thị lên như này. Các bạn có thể thấy mắt post này, đây các nick được hiển thị lên như này rồi đây. Tiếp đến thì chúng ta sẽ click vào cấu hình này. Trong phần cấu hình đăng bài thì sẽ có các chức năng như sau. Các bạn có thể nhìn bên phải mình trước. Đây, với tùy chọn đăng bài thì chúng ta có thể đăng bài lên trang cá nhân này, hay đăng bài lên page này, đăng bài vào nhóm này. Với page hoặc là nhóm thì chúng ta có thể đăng vào những nhóm hoặc page đã chọn này, hoặc là ngẫu nhiên trong danh sách page, hoặc là ngẫu nhiên trong danh sách nhóm mà tài khoản của chúng ta đã tham gia hoặc là đã có page. Chúng ta có muốn tương tác trước khi đăng hay không thì chúng ta hãy click vào theo ý của chúng ta đi nhé. Còn về phần cấu hình chung, số luồng chạy chính là số tài khoản cùng chạy cùng một thời điểm này. Cái cấu hình đổi IP thì là chúng ta đã đổi ở ngoài cấu hình chung này rồi, mình đã cài đặt ở ngoài cấu hình chung rồi thì nó sẽ mặc định tất cả các chức năng trong phần mềm, chúng ta không cần đổi IP ở đây nữa. Thế thì các bạn có thể tùy chọn login theo kiểu wine pass hoặc là cookie này, khoảng cách đăng giữa các bài không thì các bạn cài đặt cái thời gian tùy ý với chúng mình muốn nhé. Và chúng ta có muốn đăng nhóm cùng nhau hay không thì chúng ta click này, nếu click thì sẽ không đăng nhóm cùng nhau đó. Và muốn đăng bài thì chúng ta phải xếp bài viết như thế nào thì chúng ta hãy nhìn phần bên tùy chọn nguồn bài viết. Thì chúng ta có thể là đăng theo danh sách bài viết chọn trước thì chúng ta click vào chọn bài viết này, sau đấy thì chúng ta sẽ quản lý một chủ đề đấy, để chúng ta thêm một chủ đề mới, ví dụ như là mình thêm một chủ đề tên là test demo nhé. Sau khi mình đã thêm cái chủ đề test demo xong rồi thì mình sẽ chọn chủ đề test demo đó. Và các bạn hiểu là tool của chúng ta sẽ chạy, sẽ đăng bài ở các bài đăng ở trong cái chủ đề là test demo để chúng ta quản lý cái danh mục bài đăng hàng ngày cho nó được thống kê theo cái lối suy nghĩ và sắp xếp của chúng ta. Khi mà chúng ta đã vào phần quản lý chủ đề rồi, chúng ta chuột phải thôi để thêm một bài viết. Thì các bạn có thể thêm các cái tiêu đề bài viết vào. Ví dụ mình để tiêu đề của bài này là bán hàng chẳng hạn. Ở trong tool nếu mà các bạn muốn viết tiếng Việt thì chúng ta cũng phải chạy cái Unicode bằng quyền admin nhé, bởi vì chúng ta đang chạy tool theo quyền admin mà. Thì chúng ta sẽ viết là bán hàng nhé. Ảnh chúng ta sẽ chọn đến các cái ảnh ở trong thư mục ảnh của chúng ta thôi. Ví dụ là mình chọn cái thư mục ảnh này này. Nếu mà các bạn muốn xóa ảnh này chúng ta click vào, chúng ta xóa đi thôi, bôi lên ngoài ghế là xóa thôi. Đấy. Hay là mình viết là tâm trạng chẳng hạn. Đấy. Nội dung thì mình có thể mình vào mình lấy số nội dung như này đó, và mình cho vào trong tool đó. Các bạn có thể thêm các cái nội dung như là R1, R2, R3 để có thể tool có thể lấy ra những cái. Ví dụ các bạn chọn R1 thì tool sẽ chọn một trong các cái icon này để đi kèm với cái post của chúng ta. Đấy, các bạn cứ viết vào thôi. Đấy, chúng ta lưu lại. Và chúng ta sẽ thêm nhiều bài viết như vậy nữa. Đấy, chúng ta sẽ thêm nhiều bài viết thì tìm ra đây nhé. Sau khi mà chúng ta đã lên nhiều cái bài viết như thế này rồi thì chúng ta muốn đăng bài viết nào thì chúng ta click vào cái bài viết đó. Ví dụ như mình muốn đăng cái bài viết tâm trạng một này thôi thì chúng ta click 2 lần. Nếu như các bạn không muốn đăng bài này, các bạn muốn đăng bài dưới thì cũng click 2 lần ở bên này để cho mất cái bài này đi. Chúng ta click 2 lần. Có nghĩa là chúng ta muốn đăng bài nào chúng ta click 2 lần vào bài đăng đó. Và nếu mà chúng ta không muốn đăng bài nào thì chúng ta cũng click 2 lần vào cái bài đăng mà chúng ta không muốn đăng để nó mất đi thôi. Sau đây chúng ta lưu lại. Và lưu. Sau đấy thì chúng ta bấm bắt đầu thì tôi sẽ chạy thôi. Thì sẽ giải thích các cái chức năng tiếp theo trong phần cấu hình đăng bài. Sau đấy thì sẽ chạy demo cho các bạn thấy. Tiếp đến như là phần clone lại bài viết theo UID cá nhân. Có nghĩa là chúng ta sẽ xây dựng cái mục đích của chúng ta là sẽ đi đăng lại một cái trang cá nhân của một ai đó. Ví dụ như là mình muốn đăng lại của bạn Huỳnh Ngọc Ánh chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta chỉ cần lấy UID của bạn này thôi thì những con nick của chúng ta đang nuôi á sẽ đăng lại tất cả các bài đăng ở trên tường cá nhân của cái nick Huỳnh Ngọc Ánh này. Thì các bạn chỉ việc là nhập UID mà chúng ta muốn nó clone lại thôi. Và đây thôi này, số lượng bài các bạn muốn nó đăng lại bao nhiêu bài thì tùy ý các bạn nhé. Một chức năng rất là hay nữa đấy là lấy bài viết từ folder, nghĩa là chúng ta sẽ soạn những nội dung sẵn vào trong một folder đấy và dẫn cái folder đấy đến tool thôi. Ví dụ như là mình lấy cái folder status này thì mình đang có sẵn bài viết rồi, chúng ta copy này, chúng ta cho vào đây. Ảnh chúng ta cũng copy cái folder chứa ảnh vào đây thôi. Ví dụ như là mình lấy cái folder này đi, mình cũng cho vào tool này. Video cũng tương tự này, tự động xóa những nội dung này và ảnh và video mình đã đăng thì là những cái nick này nó sẽ không đăng trùng nhau thôi, mà chúng ta chỉ cần lưu. Sau đấy thì nhấn bắt đầu thì tôi sẽ chạy thôi. Vậy thì mình sẽ demo cho các bạn thấy được tool này nó sẽ hoạt động như nào nhé. Thank you.
tool đang bắt đầu hoạt động sẽ đăng bài hàng loạt lên cho chúng ta. Và thì như các bạn có thể thấy đây, đang đăng bài này. Và chúng ta có thể đăng bài lên hội nhóm nữa. Khi nãy thì mình chỉ là test là đăng bài lên trang cá nhân thôi. Các bạn hãy xem những video tiếp theo để có thể biết được cách sử dụng các phần mềm của Minh Software nhé. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào thì các bạn có thể liên hệ lên page hỗ trợ của Minh Software hoặc là vào trang web app.minhsoftware.vn để được hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại.